sửa sang trùng tu điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được trang nghiêm. Thì trong 3 ngày qua, chúng tôi nhận được sự phát tâm đặc biệt của Ni Sư Thích Tử Thông Khánh, Đạo Tràng Phật Tử Chùa Minh Đức và Phật Tử Tâm Phúc đã hiến cúng trọn bộ phần la phong còn lại của điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Phạm Thị Hồng Tâm ở Long Xuyên, Phật tử Võ Thị Thúy Nga, tức gia đình Linh Chính Trình, Phật tử Phan Thị Lan, nít là Dũng Nguyễn, Dung Nguyễn. Chúng tôi nhận được của bà Phạm Thị Nghị, doanh nghiệp bất động sản Hồng Nghị. Chúng tôi nhận được của các chị em nhà cô Hằng, em cô Ba Phụng. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Trần Thị Ánh Tuyết. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Phật tử Đoàn Thị Nhung, tức là cô Nhung, con của Phật tử Diệu Tầm ở Nhân Ninh, Long An. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Phật tử Kim Thủy. Như vậy thì đến giờ phút này, việc trùng tu điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được trang nghiêm và dự kiến ngày 16 tháng 10 âm lịch sẽ tổ chức buổi lễ cúng an vị hô thần nhập tượng tại điện Tam Tòa Thánh Mẫu, và ngày 27, 28 và 29 tháng 11 âm lịch tại đại lễ thường niên phụng cúng lịnh Tam Tòa Thánh Mẫu. Thay lời ban tổ chức, cũng xin kính thỉnh, kính mời quý vị ân nhân, mạnh thường quân, quý Phật tử cũng dính thời gian quý báu cu hội về đạo tràng chùa Minh Viên để tham dự buổi lễ. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, ban kiến thiết của đạo tràng chùa Minh Viên điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi một lần nữa xin được cảm niệm và tri ân đến Ni Sư Thích Tử Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc và toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Minh Đức Khánh Hòa. Xin được tri ân Ni Sư Thích Tử Hậu Liên, cô Nguyễn Thị Hiếu và đạo tràng Phật tử chùa Phổ Hòa, Đồng Nai, Biên Hòa. Xin cảm ơn Võ Văn Long, Ngọc Liễu, thầy Hai An Nhất, Pháp Danh Minh Nhân, cô Hai Ngọc Minh Nghĩa, cô Bích Ngân, cô Phượng Bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ, Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích, Thắng Lê, Phan Thiết, Phan Thị Tiết Nhung, Phùng Lê, Khánh Vi, Trần Thị Mỹ Vân, gia đình Phật tử Thiện Ân, Diệu Trầm, Gò Công, Bình Xuân, Tiền Giang, vợ chồng Phật tử Minh Hậu, Huệ Châu, vợ chồng em Tài, con cậu Năm, vợ chồng em Phước, con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Thiện Duyên, Phật tử Diệu Thắm, Phật tử Diệu Lưu, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm, mẹ của Tiger, gia đình cô Hiền, Phật tử Diệu Thuần, gia đình chú Bảy, gia đình Ánh Ngọc và mẹ, gia đình chú Ba Đôi, gia đình cô Diệu Tụ, Phật tử Diệu Như, Phật tử Diệu Tánh, gia đình cô Thủy Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễn, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười Quỷ Tưởng, Phật tử Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ,
Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất Phật tử Diệu Thuần vận động để cầu siêu cho hương linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Xin được tri ân gia đình Lê Thị Phương, Trần Thị Bạch Loan, Nguyễn Quốc Tuấn. Phái đoàn Cô Liên chợ gạo Gò Công, Nguyễn Thị Kiểu, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Ánh Tiết, Nguyễn Thị Chính, Đặng Văn Phước, Thái Văn Hồng, Quỳnh Thị Đâm, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Võ Văn Vương, Hồ Thị Hồng Vân, Võ Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thị Trinh, Phạm Thị Diễn Trang, Nguyễn Thị Kính, Nguyễn Thị Huyền, Đào Kim Hồng, Đinh Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Phương Linh, Tống Thị Mảnh, Cao Thị Mộng Châu. Xin cảm niệm và tri ân phái đoàn Phật tử Cần Đước Long An. Xin cảm ơn gia đình Phật tử Thiện Minh, tức là em bờ con cậu Năm, gia đình chú Chính, em của Thiện Ân, Phật tử Thiện Pháp, Diệu Gắm, em của Phật tử Diệu Tầm, Diệu Trầm, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thanh Lộc, con của Thiện Duyên, Trần Văn Thắng, Trần Huyền Trang, tức là sự phát tâm của gia đình chị Phật tử Ngọc Minh, tức là chị Tuyết Lương Tuyết Anh, là Lương Thị Ánh Tuyết hay là Lương Thị Tuyết Anh, nói chung là của xin được tri ân chị Tuyết Lương. Cảm ơn cô Phượng chợ gạo Quốc Đại, em của Trịnh Tiền Nguyễn Thọ, con Quốc Đại, con của Trịnh Tiền Nguyễn Thọ, Nguyễn Râm và em gái, Phật tử giấu tên. Phái đoàn Phật tử Kim Thiền Diệu Tầm Nhân Linh, cô Diệu Tầm, Diệu Viên, Nguyễn Thị Hai, Phan Thị Tiếp, Trần Thị Bê, Bùi Minh Dương, Phan Thị Hơn, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân, Quỳnh Tấn Minh, Đặng Thị Nhân, Lê Thị Nương, Quỳnh Thị Bãi, Quỳnh Thị Bắc, Tô Hoàng Anh, Hồ Minh Tuyền, Vũ Thị Dung, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Thi, Võ Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Minh Mẫn, cô Bảy Góp, Hồ Thị Úc, Lê Văn Gạt, Phan Thị Đỏ, Phạm Văn Thiên. Phạm Thị Hồng Tâm, Võ Thị Thúy Nga, Phan Thị Lan, Bất Động Sản Hồng Nghị, cô Hằng và các chị em cô Ba Phụng, Trần Thị Ánh Tiết, Đoàn Thị Nhân, tức là cô Nhung, con cô Diệu Tầm, Kim Thủy. Xin cảm tạ và tri ân quý thiện nam tín nữ, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân đã tùy duyên trợ giúp cho đạo tràng chùa Minh Duyên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu để được sửa sang trang nghiêm. Xin nguyện cầu mười phương tam bảo, khí thiên sông núi, gia hộ cho quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc trong cuộc sống này.
ngày 16 tháng 10 âm lịch, chúng tôi sẽ tổ chức an vị các lệnh bà nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu là nhờ sự phát tâm trợ duyên của toàn thể quý liệt vị. Dạ kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý vị ân nhân, thì tiếp theo chương trình Phật sự của tháng này là chuyến thăm phát quà từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông của đồng bào dân tộc mà hàng năm chúng ta tổ chức đi thăm tại huyện Cư Rút, Đắk Nông. Dự kiến ngày đi là ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2022. Rất mong sự trợ duyên của toàn thể quý vị để cho chuyến đi Cư Rút, Đắk Nông đến với đồng bào dân tộc của bà con nơi đó rất đáng thương. Qua livestream này, Huệ Nhẫn cũng mong sự chia sẻ của quý vị. Hàng năm thì Huệ Nhẫn đều tổ chức đến huyện Cư Rút, Đắk Nông phát 500 phần quà cho bà con, và nơi đó chỉ cần 10 ký gạo và một thùng mì là mọi người ấm lòng. Xin nhắc lại, Huệ Nhẫn vận động 5 tấn gạo và 500 thùng mì để đến với huyện Cư Rút của Đắk Nông. Bà con Phật tử quý ân nhân mình ai thương Huệ Nhẫn, thương bà con dân tộc khó khăn ở huyện Cư Rút, Đắk Nông, thì chung tay mỗi người một thùng mì, một ký gạo sẽ giúp cho đoàn chúng tôi làm nhiệm vụ hoàn thành. Xin cảm tạ và tri ân quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Mọi sự phát tâm xin liên lạc đến với đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn qua Facebook Minh Duyên Huệ Nhẫn. A Di Đà Phật. Đa tạ công đức quý vị. Mô Phật.